Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tai Toa gửi đến cho quý vị và các bạn món ốc lợn nha, xò chén. Xò này là 3 con là 1 ký rồi này, 3 con 1 kg này, rất là to. 5 con này là mình mua 220.000. Nay mình sẽ nướng cho quý vị và các bạn xem xò chén của mình nha. Đây nha các bạn, đây một cân thử này, vị trí 5 con nha. 5 con 1 ký 6 220 này. Vâng, kính chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành và vui vẻ. Đây, bây giờ là mình sẽ nướng. Con này rất to, xò bát nhá, đúng bằng cái bát luôn. Cái bát làm cơm này, đó, đúng bằng cái bát luôn, xò bát. Này mình sẽ thử thức 5 con cho quý vị xem nha. Không biết nướng có hành được không, 5 con. Quá hấp dẫn. Cái này mình nướng tí nó hở miệng ra là rồi, nó sắp hở. Nó không hở này, cứng ngắc luôn này. Thấy chưa, miệng của nó rất là cứng luôn. Quý vị các bạn thấy không? Cái vỏ này tí ăn xong mình sẽ để trang trí đẹp đấy. Mở lên chảy nước, mới rửa sơ qua. Mua từ hồi trưa mà bây giờ mới nướng được. Một con vẫn còn biết nhảy luôn. Thấy lửa nhảy xuống đây luôn. Trời cha. Con vẫn nhảy. Không chịu há miệng luôn. Con này ăn ni lông luôn. Tí xem trong ruột nó có cái gì. Rồi, nó đã hở miệng rồi. Bây giờ mình sẽ tưới tí mỡ vào. Mỡ hành nha. Mình bỏ hành, mỡ hành của mình đây. Con này bén lắm. Từ bé đến giờ mình mới được ăn cái con sò con thế này. Ốc quả qua thì ăn rồi, nhưng con sò to này ít khi được ăn, mà chưa được ăn luôn. Cái chén nóng hỏi luôn. Ngoài này thịt nhiều đấy, thịt nhiều lắm. Cái này thịt rất là nhiều.
Nhìn nó há miệng hết rồi quý vị ơi. Chuẩn bị đồ ăn rồi này. Đó, đã chưa? Quý vị nhìn thấy thịt ngon, quá nhiều thịt luôn, quá đã. Mình sẽ tưới mỡ hành lên, quá nhiều thịt. Ôi giời, nóng quá. Nó lóc tỏa ra luôn, nhìn đã chưa? Xứng đáng không? Quá ngon. Vâng, bây giờ nó đã chín và công đoạn ra lò của pha to này. Quý vị nhìn nè, khỏi chê nha, nhìn thịt đúng mà quá chất lượng. Xôi 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 vừa ra lò. Mình sẽ chấm em nước chấm hải sản nha. Cái này mình cho thêm tí ớt vào. Quá chất, chất như nước cất luôn, chất hơn nước cất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình sò chén nước mỡ hành của Tai To đã xong. Bây giờ mời quý vị và các bạn thưởng thức cùng với Tai To nhé. Nhìn chất chưa, nước không thổ phí rồi. Nước ở con này ra ngọt lắm, thơm, rất là thơm. Này mình chấm em muối hải sản, cho thêm tí ớt vào nha, cho ngon. Vắt chanh luôn, cắt ra to quá. Rồi, mời quý vị. Cay, thơm. Đáng lên. Chất lắm. Nó giòn. Nó giòn hơn hơn bao tử luôn, mà nó thơm. Con này là mình thấy tươi, còn sống nguyên nha quý vị, không có bị chết con nào hết, bỏ lên lò rồi nó mới chết. Quá đã. Phần của mình là 2 con, còn lại 3 con để lại cho cameraman. Giòn, béo, thơm, ngậy, bùi. Quá chất lượng luôn. Quá hảo hạng. Chúc quý vị cũng có buổi tối ăn ngon miệng như Tai To nhá. Cameraman ra thưởng thức luôn này. Nước nó ngon lắm. Là nước.
Camera men đừng có thèm quá nha, tí nữa nha. Nước này vừa có dầu này, vừa từ cái con sò này ra luôn, sò chén bát gì được hết nha. Đó, nóng hổi, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi luôn. Đó, chất lượng thôi rồi quý vị. Đó, bỏ đũa rồi, ăn bằng tay luôn, ăn vừa luôn, đã quá. Phải không? Này con làm miếng nào, đây thử cho quý vị, chào quý vị cho. Mời quý vị chào quý vị, nhìn thấy quý vị đâu. Mời quý vị thưởng thức cùng Mr. Bean nha. Vẫn còn sống à? Đây đây, chấm lại chấm lại. Chấm lại. Cầm chặt lấy. Vâng. Thưa quý vị, cái chương trình nướng ốc chén mỡ hành của Tai To đến đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhớ like, subscribe, chia sẻ cho Tai To nhé. Vâng, xin chào và tạm biệt.